Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 2 tháng 12, đường phố Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Các tòa cao ốc biến mất trong nhiều giờ. Clip do khán giả Thanh Hoa có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 865 cung cấp. Chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện hàng chục con heo bị lở mồm long móng nhưng vẫn được mang đi giết mổ. Phản ánh của khán giả Văn Nguyễn, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Một nam thanh niên bị điện giật tử vong khi đang đấu nối đường dây điện bị đứt. Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào sáng ngày 2 tháng 12 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Phản ánh của khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0915, 3 số cuối là 811. Đâm vào xe container dừng đỗ bên đường, hai người mắc kẹt trong cabin. Vụ việc trên xảy ra trên quốc lộ 32, đoạn qua thị trấn Phúc Thọ, Hà Nội. Phản ánh của khán giả Trần Hồng Đáng từ số điện thoại 0982, 3 số cuối là 681. Dù mới được đưa vào sử dụng khoảng 3 tháng, nhưng hàng loạt thiết bị chiếu sáng trên cầu Tịnh Xuyên tại Thái Bình đã bị kẻ gian tháo trộm. Phản ánh của khán giả Bùi Tiến có số điện thoại 0166, 3 số cuối là 452. Tình trạng trèo kéo, bán giá chặt chém, lang thang ăn xin nhàn nhàn đang tạo hình ảnh nhếch nhác, thiếu thiện cảm đối với thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa trong mắt du khách. Phản ánh của khán giả Ngô Minh, một người dân địa phương. Trở về sau chiến tranh với tỷ lệ thương tật 4 trên 4, thế nhưng người cựu chiến binh ở xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định vẫn vượt qua mọi khó khăn, gây dựng một trang trại chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 950. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng ngày 2 tháng 12, đường phố Hà Nội bị bao phủ nhiều giờ trong màn sương mù mờ ảo. Nhiều tòa nhà cao tầng bị che lấp gần như hoàn toàn. Tình trạng sương mù dày đặc còn khiến cho tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế đáng kể. Một số hình ảnh về hiện tượng này đã được khán giả Thanh Hoa có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 865 ghi lại và cung cấp tới chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Những hình ảnh này được khán giả Thanh Hoa ghi lại tại khu vực đường Phạm Hùng lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 12. Không thể nhìn thấy tòa nhà Cang Nam và các tòa cao ốc khác từ khoảng cách 50 mét. Khi đến rất gần, cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ ảo qua màn sương dày. Các tòa nhà cao tầng, cái thì như mất nóc, cái thì bị biến mất hoàn toàn. Các phương tiện cũng phải lưu thông chậm hơn do tầm nhìn bị hạn chế bởi sương mù. Phải đến 10 giờ nắng lên, sương mới bắt đầu tan. Theo khán giả Thanh Hòa được biết, hiện tượng này được cơ quan khí tượng lý giải là do không khí lạnh biến tính lệch đông. Hãy
Chuyển sang một thông tin về an toàn thực phẩm, khán giả Văn Nguyễn trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra đột xuất hai cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố và phát hiện hàng chục con heo có biểu hiện bị lở mồm long móng nhưng vẫn được mang đi giết mổ. Số heo bệnh này đã được đưa đi tiêu hủy kịp thời. Sáng ngày 2 tháng 12, kiểm tra cơ sở giết mổ Phước Kiển ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thú y thành phố bất ngờ phát hiện đàn heo 40 con, trọng lượng khoảng 100 kg một con, đang có các triệu chứng của bệnh lở mồm long móng như sốt cao trên 39 độ, miệng chảy nhiều nước bọt, có nhiều mụn nước, vành trong, kẽ móng có nhiều mụn. Số heo này đang chuẩn bị được giết mổ để lấy thịt cung cấp cho người dân thành phố. Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh đã làm thủ tục để tiêu hủy. Ngoài ra, đơn vị đã phun thuốc khử trùng chuồng trại của cơ sở giết mổ, tránh lây lan bệnh. Theo thông tin mà khán giả Văn Nguyễn cung cấp, số heo mắc bệnh lở mồm long móng phát hiện tại cơ sở Phước Kiển được nhập từ một cơ sở chăn nuôi ở Tiền Giang. Trước đó vào tối ngày 1 tháng 12, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh cũng ngăn chặn kịp thời và tiêu hủy 71 con heo bị bệnh tại một lò giết mổ ở xã An Hạ, huyện Củ Chi. Theo cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh, bệnh lở mồm long móng không lây cho người nhưng có khả năng lây lan cho các loại gia súc có móng vuốt với nhau nên phải tiến hành tiêu hủy phòng lây lan bệnh cho gia súc. Hiện cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh đang cảnh báo các cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ Tiền Giang để kiểm soát nguồn bệnh tránh lây lan. Thưa quý vị, cũng trong ngày 2 tháng 12, có một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đang nối đường dây điện bị đứt, một nam thanh niên đã bị điện giật tử vong. Thông tin chi tiết về vụ việc này đã được khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0915 3 số cuối là 811 cung cấp cho chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 12. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Mạnh Tỏa, sinh năm 1985, trú tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển máy xúc làm đường giao thông theo chương trình nông thôn mới ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn. Trong quá trình vận hành máy xúc, anh Tỏa vô tình làm đứt dây điện của một hộ gia đình gần đó, nên anh đã dừng xe xuống nối lại đường dây điện bị đứt. Tuy nhiên, do bất cẩn nên anh Tỏa đã bị điện giật ngã xuống ao. Khi phát hiện, người dân đã dùng mọi biện pháp cấp cứu nhưng bất thành. Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Một vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội vào rạng sáng ngày 2 tháng 12. Sau cú đâm mạnh vào chiếc xe đầu kéo đỗ ven đường, một chiếc xe container khác đã bị hư hỏng nặng, hai người trên xe bị thương và mắc kẹt trong cabin. Đây là nội dung phản ánh đã được khán giả Trần Hồng Đáng có số điện thoại 0982 3 số cuối là 681 cung cấp cho chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 32, đoạn gần ngã tư Gạch, thị trấn Phúc Thọ. Vào thời điểm trên, xe container mang biển kiểm soát 15C10039 thuộc công ty vận tải Thái Bình Đông Á có trụ sở tại thành phố Hải Phòng lưu thông trên quốc lộ 32 theo hướng từ Hà Nội đi Sơn Tây. Khi đến gần ngã tư, đã đâm trực diện vào đuôi một xe container khác đang dừng đỗ bên đường. Cú đâm mạnh khiến xe container của công ty Thái Bình Đông Á bị hư hỏng nặng phần đầu. Nhiều bộ phận trên xe bị vỡ nát, tài xế và phụ xe bị kẹt trong cabin.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương và người đi đường đã cậy cửa xe giải cứu hai nạn nhân ra ngoài. Rất may họ chỉ bị thương nhẹ. Đội tuần tra kiểm soát giao thông thị trấn Phúc Thọ đang làm việc gần đó cũng đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Các mảnh vỡ của chiếc xe đã được người dân cùng các chiến sĩ cảnh sát thu gom nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đến khoảng 7 giờ 30 sáng, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng, giao thông qua đây đã trở lại thông thoáng. Theo thông tin mà khán giả Trần Hồng Đáng cung cấp, tại cơ quan chức năng, tài xế xe container khai nhận do trời tối lại buồn ngủ nên đã không làm chủ được tay lái. Rất may là thời điểm đó đường vắng, tài xế điều khiển xe khá chậm nên đã không có thương vong về người. Điều đáng nói là ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe container đỗ ven đường đã không ra cứu hai người mắc kẹt trong xe mà bỏ đi. Chỉ khi người dân địa phương có mặt thì hai nạn nhân mới được giải cứu. Cầu Tịnh Xuyên bắc qua sông Trà Lý, nối liền hai huyện Vũ Thư và Hưng Hà của tỉnh Thái Bình, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, gần một tháng nay, người dân đi trên cầu Tịnh Xuyên luôn cảm thấy bất an vì hệ thống đèn điện chiếu sáng đã bị kẻ trộm tháo cắp và đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng khắc phục và sửa chữa. Sau đây là một số hình ảnh phản ánh về tình trạng này. Clip do khán giả Bùi Tiến có số điện thoại 0166, 3 số cuối là 452 ghi lại và gửi tới cho chương trình. Mặc dù mới đưa vào sử dụng khoảng 3 tháng nay, nhưng công trình cầu Tịnh Xuyên đã bị kẻ gian tháo trộm 24 nắp cửa cột, 675m dây nguồn 4x6mm, 900m dây tiếp địa D10 của 24 cột điện chiếu sáng có giá trị hàng trăm triệu đồng. Chiều dài 3 km đường dẫn lên cầu đã mất cắp các thiết bị chiếu sáng, khiến nhiều chủ phương tiện khi lưu thông qua đây vào buổi tối rất khó quan sát, dễ dẫn đến va chạm. Theo khán giả Bùi Tiến được biết, ngay sau khi phát hiện, đơn vị quản lý đã báo với chính quyền xã Đồng Thanh, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư, huyện Hưng Hà đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, theo dõi và xử lý nghiêm hành vi trộm cắp trên. Tuy nhiên, các thiết bị hư hỏng do mất các bộ phận thì đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục, gây mất an toàn lưới điện, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Anh Tiến còn cho biết thêm, tình trạng trộm cắp thiết bị tại các công trình giao thông công cộng diễn ra khá phổ biến trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xảy ra 4 vụ trộm cắp điện tại nhiều tuyến đường, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Điển hình là cầu S1 trên đường DT463, trong thời gian thi công đã bị mất 2 lần đường cắp chính và cắp tiếp địa. Sau khi cầu được đưa vào sử dụng vào ngày 3 tháng 10, kẻ gian tiếp tục tháo trộm toàn bộ đường dây cắp chính, cắp tiếp địa, phá hỏng đường cáp lên bóng và tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng trên cầu. Còn cầu Trà Giang trên đường DT457 trong thời gian thi công cũng bị kẻ gian lấy trộm hệ thống dây điện chiếu sáng. Đêm ngày 25 tháng 10, cầu Trà Linh trên quốc lộ 39 đã bị kẻ gian phá hỏng 7 nắp bảo vệ cửa điện trên thân cột điện, cắt và tháo trộm 40 mét đường cáp đôi, cắt đứt cáp điện tại một số cột đèn. Theo anh Tiến thì đây là một thực trạng rất đáng báo động, cần phải sớm ngăn chặn, không để tái diễn. Bởi việc khắc phục hệ thống cắp điện bị mất cắp, phá hỏng không chỉ tốn kém mà còn mất thời gian, nguy cơ sau khi khắc phục vẫn có thể bị mất cắp tiếp. Và trong lúc chờ các đơn vị khắc phục sự cố, những người điều khiển các phương tiện khi lưu thông trên cầu cần phải giảm tốc độ, quan sát kỹ để tránh nguy hiểm và tai nạn xảy ra. Tình trạng trèo kéo, bán giá chặt chém, lang thang ăn xin đang trở thành vấn nạn tại nhiều địa phương, nhất là tại những thành phố du lịch. Theo phản ánh của khán giả Ngô Minh trú tại Nha Trang, Khánh Hòa, thì khách du lịch khi đến Nha Trang ngày càng
Càng nhiều thì đối tượng lang thang ăn xin cũng tăng lên và hoạt động bất kể lễ Tết hay ngày thường. Thực trạng này đang tạo nên hình ảnh nhếch nhác, thiếu thiện cảm đối với thành phố du lịch Nha Trang trong mắt du khách. Đây là những hình ảnh được khán giả Ngô Minh ghi lại tại khu vực chùa Long Sơn, một di tích lịch sử, một điểm tham quan không thể thiếu khi du khách đến với thành phố biển Nha Trang. Tình trạng đeo bám, trèo kéo khách mua hàng như thế này không hề lạ. Không chỉ mời chào một cách dài dẳng khi khách tham quan các khu vực di tích, mà khi khách về, họ còn ngửa nón xin tiền. Một số đối tượng bế con đi ăn xin, khi thấy lực lượng chức năng, họ lại trốn vào nhà dân, rồi khai báo là lên chùa để cầu phúc cho con khi bị hỏi đến. Đáng nói hơn là thực trạng này không chỉ diễn ra ở đây mà còn ở nhiều nơi khác như các bến tàu du lịch, khu vui chơi, nhà hàng. Theo tìm hiểu của khán giả Ngô Minh, việc kiểm soát đối phó với các đối tượng lang thang ăn xin của các ngành chức năng hiện vẫn gặp phải khá nhiều khó khăn, bởi các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tục. Khi phát hiện lực lượng chức năng thì tìm cách lảng tránh đi nơi khác. Khi lực lượng chức năng đi kiểm tra, giám sát ở địa điểm khác thì tình trạng đó lại tái diễn. Hơn nữa, việc thu gom, quản lý đối tượng này hiện vẫn chưa có văn bản hay chế tài xử phạt. Theo ý kiến của khán giả Ngô Minh, để hạn chế tình trạng trên, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng người lang thang ăn xin. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền cho người dân nên thể hiện lòng từ thiện đúng nơi, đúng chỗ, có thái độ dứt khoát, không cho tiền người lang thang xin ăn. Ban quản lý các khu vui chơi, danh lam thắng cảnh, chợ, các đơn vị kinh doanh dịch vụ cũng cần có biện pháp ngăn cấm người xin ăn vào khu vực mình quản lý, để trong thời gian tới, thành phố biển Nha Trang sẽ không còn người lang thang ăn xin, từng bước trở thành thành phố du lịch văn minh và hiện đại. Trở về sau chiến tranh với tỷ lệ thương tật 4/4, sức khỏe sa sút, thế nhưng với nghị lực của mình, cựu chiến binh Đinh Văn Thiểm, trú tại xóm Nhân Nghĩa, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Hiện nay mô hình trang trại chăn nuôi của ông đang rất thành công và trở thành điểm sáng cho bà con địa phương học hỏi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm và gặp gỡ người cựu chiến binh thành tỷ phú nhờ chăn nuôi lợn này qua clip mà khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối là 950 chia sẻ tới chương trình. Trang trại chăn nuôi này được ông Đinh Văn Thiểm bắt đầu gây dựng từ năm 2009. Trang trại có quy mô lớn với thiết kế hiện đại. Hai đầu ao là hai dãy nhà riêng biệt, một là khu nuôi lợn nái mới thụ tinh, một bên là khu nuôi lợn đang sinh đẻ nuôi con. Tập trung vào mô hình nuôi lợn nái sinh sản để bán giống. Hiện nay, trang trại của ông Thiểm đang nuôi hơn 200 con lợn nái với cân nặng trung bình 300 kg, hai con lợn đực mỗi con khoảng 400 kg. Một mình lặn lội đi khắp các tỉnh miền Bắc học hỏi kỹ thuật, mọi công việc từ lấy tinh, thụ tinh cho cả đàn lợn cũng đều do tự tay ông Thiểm thực hiện. Ngoài ra, tất cả quy trình chăn nuôi được áp dụng bằng máy nên không tốn nhân lực. Trước đây ông Thiểm phải thuê tới 50 người làm, nhưng hiện chỉ cần 6 người. Qua trò chuyện, khán giả Minh Vũ được biết, ông Đinh Văn Thiểm sinh năm 1957, nhập ngũ vào tháng 2 năm 1975, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Đến năm 1982, ông trở về địa phương ở xóm Nhân Nghĩa, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với thương tích 4/4, sức khỏe sa sút cùng với những trận sốt rét tái phát.
nhưng nghị lực cùng khí chất của người lính đã tạo cho ông sức mạnh. Ban đầu ông lên rừng trồng cây thuê, kiếm tiền nuôi gia đình. Năm 1985, một lần đi làm về qua khu thùng đê, xã Hoàng Nam, thấy đất ruộng bỏ hoang và nằm cạnh đê xa khu dân cư. Ông Thiểm đã xin chính quyền địa phương diện tích 3 hectare đào ao thả cá giống như cá chám đen, cá chám cỏ, cá chép và chỉ sau 1 năm thì bình quân thu nhập được 300 triệu đồng một năm. Không tự mãn, năm 2009, ông tiếp tục xây dựng trại chăn nuôi lợn giống. Công việc suôn sẻ nhưng khách chưa biết đến nhiều nên ông phải tự vận chuyển đi các tỉnh bán và lợi nhuận cũng không cao. Sau khi mày mò tìm hiểu, ông Thiểm quyết định chuyển sang mô hình nuôi lợn nái sinh sản để bán giống. Năm 2011, ông đặt mua 2 con lợn đực giống từ Mỹ và Đài Loan và ra tận sân bay để nhận về. Cùng với thời điểm này, ông nuôi 100 con lợn nái và dần phát triển đàn lợn như hiện nay. Theo khán giả Minh Vũ được biết, có rất nhiều khách từ các tỉnh về tận nơi mua lợn giống của trang trại ông Thiểm. Năm 2015, ông Thiểm vinh dự nhận được danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng. Với 2 mô hình kinh tế thành công, mang lại hiệu quả cao, ông cũng đã nhận được rất nhiều giấy khen bằng khen từ các cấp huyện đến cấp tỉnh. Bà con gần xa đến học hỏi cũng được người cựu chiến binh hết lòng chỉ bảo. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Sáng ngày 2 tháng 12, đường phố Hà Nội bị bao phủ nhiều giờ trong màn sương mù mờ ảo. Qua màn sương dày, những tòa nhà cao tầng nhìn như bị mất nóc, thậm chí biến mất hoàn toàn. Tình trạng sương mù dày đặc còn khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế đáng kể. Clip do khán giả Thanh Hoa có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 865 cung cấp. Chi cục thú y Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra đột xuất 2 cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố và phát hiện hàng chục con heo bị lở mồm long móng nhưng vẫn chuẩn bị giết mổ. Số heo này đều có biểu hiện như sốt cao trên 39 độ, miệng chảy nhiều nước bọt, có nhiều mụn nước, vành trong, kẽ móng có nhiều mụn. Hiện số heo trên đã bị tiêu hủy, phòng lây lan bệnh cho gia súc. Phản ánh của khán giả Văn Nguyễn, trú tại quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 2 tháng 12, anh Nguyễn Mạnh Tỏa, sinh năm 1985, điều khiển máy xúc làm đường giao thông theo chương trình nông thôn mới ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã vô tình làm đứt dây điện của một hộ gia đình gần đó. Khi xuống đấu nối lại đường dây, do bất cẩn, anh Tỏa đã bị điện giật tử vong tại chỗ. Phản ánh của khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0915, 3 số cuối là 811. Rạng sáng ngày 2 tháng 12, xe container mang biển kiểm soát 15C10039 lưu thông trên quốc lộ 32 hướng từ Hà Nội đi Sơn Tây. Khi đến gần ngã tư Gạch, thị trấn Phúc Thọ, Hà Nội, đã tông trực diện vào đuôi một chiếc xe container khác đang dừng đỗ bên đường. Cú tông mạnh khiến xe container bị hư hỏng nặng phần đầu, nhiều bộ phận trên xe bị vỡ nát, tài xế và phụ xe bị kẹt trong cabin. Phản ánh của khán giả Trần Hồng Đáng từ số điện thoại 0982, 3 số cuối là 681. Gần một tháng nay, người dân đi trên cầu Tịnh Xuyên bắc qua sông Trà Lý, nối liền hai huyện Vũ Thư và Hưng Hà của tỉnh Thái Bình, luôn cảm thấy bất an vì hệ thống đèn điện chiếu sáng đã bị kẻ trộm tháo cắp, hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng khắc phục sửa chữa. Được biết, công trình cầu Tịnh Xuyên mới được đưa vào sử dụng khoảng hơn 3 tháng nay. Phản ánh của khán giả Bùi Tiến có số điện thoại 0166, 3 số cuối là 452. Tình trạng chèo kéo, ban giá chật chém, lang thang ăn xin đang trở thành vấn nạn tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Khách du lịch đến Nha Trang càng nhiều thì đối tượng lang thang ăn xin cũng tăng lên và hoạt động bất kể lễ Tết hay ngày thường. Thực trạng này đang tạo nên hình ảnh nhếch nhác, thiếu thiện cảm đối với thành phố du lịch Nha Trang trong mắt du khách. Phản ánh của khán giả Ngô Minh, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Trở về sau chiến tranh với tỷ lệ thương tật 4/4, sức khỏe sa sút, thế nhưng với nghị lực của mình, cựu chiến binh Đinh Văn Thiểm, trú tại xóm Nhân Nghĩa, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Hiện nay, mô hình trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản để bán giống của ông đang rất thành công và trở thành điểm sáng cho bà con địa phương học hỏi.
Chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 950. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một trong các giải thưởng có giá trị từ chương trình. Đó là chiếc đồng hồ định vị cao cấp trẻ em Tadi với chức năng 3 trong 1, đồng hồ điện thoại nghe gọi 2 chiều và định vị do công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động tài trợ, hoặc chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh chia sẻ cùng chương trình, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.